Khai xuân đón lộc cùng HTV có. Nhận ngay lì xì trong ngày khai trương mùng 6 Tết. Và cùng đón tài lộc từ thần tài HTV có trong ngày mùng 10 âm lịch. Tết đã qua, chị em ta hãy thanh lọc cơ thể, lấy lại dáng son cùng những phần quà hấp dẫn từ HTV Co-op. Trao quà tinh tế, gửi trọn yêu thương, tặng ngay combo da sáng, dáng xinh trị giá 315.000 đồng. Gọi ngay 028-4455-8899 và tham gia tích xu đổi vàng, tích tem đổi quà cùng HTV Co-op.